Vâng, đang đi dâng Nga đến từ game thủ chim sẻ. Vâng, màu 4 bắt đầu ra đây rồi, đội bạn phát hiện tân dâng Nga này. Giữ dân không. Và tham lai là 121 đến từ chim sẻ nắng. Cả màu 3 đang về đây để bắt tân dâng Nga ở chim sẻ nắng. Vâng, tầm xa lửa bắn chặn lên xong và chúng ta sẽ chơi được đội bạn. Những bước đi dò đầu tiên dành cho bài Minwan này. Vâng, chào tất cả anh em đang xem một bầy hiêu dành cho con Minwan của game thủ chim sẻ nắng. Và đây là bãi quả đầu dành cho em. Đến với kèo 44 random trong buổi chiều ngày hôm nay, lượt trận thiếu thứ hai của giải đấu Quần Long Loạn Vũ. Đánh đủ 9 trận. Vâng, chào anh em nhá. Solo chúng ta có 2 thắng 2 thua. Sẻ và Hào thắng, còn anh Huy và Văn Hưởng thì thua. Đây bãi quả đầu có 6 cây đến từ game thủ chim sẻ. Chúng ta có mặt máy của Văn Hưởng ở trận đấu này và đấu được cầm Babylon một bài trong cánh cho em. Đang có một bãi quả đầu 7 cây, một bầy hiêu và những cây gỗ gần nhà, rừng ok luôn. Chúng ta có mặt máy của game thủ Mạnh Hào bài đấu được cầm Phonesian. Vài phô ở đầu cánh của Văn Hưởng đã có bầy hiêu đây rồi. Và cuối cùng là mặt máy của game thủ anh Huy với bài đấu được cầm Minwan ở trong trận đấu này. Huy cũng là người được cầm Minwan. Xin lỗi các bạn là máy nó chưa chuyển. Đây đây, Kami lúc nãy nó chưa bật cái chế độ chuyển màn hình máy. Sorry anh em, đây là máy Huy. Máy Huy thì đang có một bài đấu có quả, có rừng ở đây rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại mặt máy game thủ chim sẻ làm lại từ đầu để giới thiệu cho anh em. Sẻ đang có bầy hiêu đầu 4 con đưa về với bài đấu này. Vừa rồi thì bình luận kèo solo đây là tôi chưa chỉnh lại cái chế độ chuyển màn hình máy. Một bài đấu quả đầu 6 cây đến game thủ chim sẻ đang đưa bầy hiêu 4 về nhà chính cho mình. Có rừng khép góc trong cánh 6 giờ ở trận đấu này. Chúng ta có mặt máy của game thủ Văn Hưởng bài đấu được cầm Babylon. Đang có quả đầu 7, một bầy hiêu, 5 con, rừng ok, gỗ đầu gần của bài Baby trong cánh. Và cuối cùng là mặt máy game thủ Mạnh Hào với bầy hiêu đầu 5 con đã được đưa về. Đây là bầy hiêu 6 nhưng Hào phi lỗ một con hiêu rồi. Vậy đang đưa bầy hiêu đầu về nhà chính cho mình. Ở trong lượt trận solo random thì chúng ta có chim sẻ nắng giành chiến thắng với tỷ số 7-2, Mạnh Hào giành chiến thắng với tỷ số là 6-3. Hưởng và Huy để thua trước Cam Quýt và Vên Lớp. Và chúng ta sẽ quyết định ở trong kèo 4-4 đối đầu với team Hà Nội. Với đội hình giao quân gồm có game thủ Hoàng Mai Nhi, Vên Lớp, Cam Quýt và game thủ Xuân Thứ. Một đội hình 4-4 rất mạnh với team Hà Nội. Bầy hiêu được đưa về đến từ game thủ Mạnh Hào và Phô đầu cánh. Ở trong trận đấu này thì quân đội bạn là hai Egypt và hai Roman, hai chém tuyển và hai cung đời 4 khỏe. Nhưng nên đời 4 thì bạn sẽ không có hot, còn chúng ta chỉ có hot cùi Babylon và Văn Hưởng thôi. Nhưng chúng ta cũng chẳng mong muốn đánh đời 4 đội bạn làm gì. Khi mà quân đời 4 thì với cung Amilman gặp đạp đôi Egypt nó rậm, nhưng đạp đôi Roman nó ủi cho thì ối rồi ôi luôn. Đây con voi dành cho bài đấu này của Mạnh Hào, một bài khung nha. Trận này thì Mạnh Hào hoàn toàn có thể đánh cung để cho Hưởng dương lờ. Và đây là con voi được đưa về. Sẽ đánh cung A trong trận đấu này và Hưởng sẽ người đi dâng L nha anh em. Đó sẽ là chiến thuật của chúng ta. Và xin gửi lời chào đến tất cả anh em đang có mặt trên fanpage của game thủ chim sẻ nắng. Rất mong anh em cho chúng tôi xin một like, nút chia sẻ video livestream để cổ vũ cho bộ 4 game thủ của clan FPS trong buổi chiều ngày hôm nay. Bỏ bế nhà cửa của mình 18/20, đó là tham gia hiện tại để cho bài đấu này. Còn thêm bầy hiêu nữa. Chúng ta có mặt máy của game thủ chim sẻ với bài đấu được cầm Minwan, hiêu đầu đôi voi. Và chuẩn bị thiết kế chiếc bét đầu tiên, con voi này về. Chưa thấy có quả phụ cho bài Minwan này. Một bài Minwan nhìn qua cũng khép góc 6 giờ. Tạm được. Và từ hôm qua đến giờ thì vẫn có rất nhiều anh em hỏi về vị trí của game thủ Nam Sông Kiêu. Thì thông báo với các bạn là Nam Sông Kiêu về quê và chưa có mặt tại thành phố Hà Nội để tham gia giải đấu này. Thì anh em hết sức thông cảm. Không biết là một vài nữa Nam Sông Kiêu có kịp thời có mặt tại Hà Nội để thi đấu trong giải đấu này hay không, thì cái này chúng tôi chưa cập nhật với anh em được. Voi được đưa về với bài Minwan. Và đây là ép nhân đôi để ăn cả hiêu và cả gỗ để chim sẻ. Như vậy bài hai bầy hiêu và hai con voi để ép đôi đánh cung Nga trận đấu này. Có đeo mặt máy của game thủ Văn Hưởng bài đấu được cầm Baby đi dâng. Một bài sẽ chém cho Mạnh Hào, còn Huy sẽ chém cho game thủ chim sẻ nắng ở cánh kia với bài đấu mà Huy là người được cầm con Minwan. Đây là bài 25 dân, Văn Hưởng đã luôn nó con hiêu về và ăn thêm bầy hiêu nữa. Bài cũng hai hiêu một voi và có quả phụ đến từ Văn Hưởng. Đây là máy của game thủ anh Huy. Và bài đấu cầm Minwan đang có quả phụ ở đây rồi. Có thêm một chiếc bét nhân đôi thì anh Huy có một đôi voi về. Nói chung là cũng đủ đồ để thi đấu. Ở trong những kèo đấu solo thì chim sẻ nắng thắng 7-2. Một lần nữa xin nhắc lại anh em là sẻ thắng 7-2, Hào thắng 6-3, Hưởng Huy thua. Chúng ta đang có 2 điểm sau 2 lượt trận solo. Xin lỗi, sau 4 lượt trận solo thì đúng hơn. Và đây là bài của game thủ anh Huy với một con Minwan 24/28. BB thiết kế ở đây rồi. Đó, Mạnh Hào đi bài khung luôn. Bên kia thì 12% đến Vên Lớp đi dâng L. Chết một dân. Còn lại đội bạn đánh ở nhà hết.
Rồi chúng ta hãy cùng xem game thủ Anh Huy sẽ chém như thế nào ở trong trận đấu này. Rồi như vậy mỗi hưởng lên đời thôi. Rồi chào anh em, hello mọi người nhá. Chào anh Lợi Lã nhá. Rồi kích đời, như vậy là 10 phút 49 đến từ Anh Huy với 24 dân Minoan đi ăn vàng. Còn đây là máy của Hưởng, của bài lên đời sớm ở trong trận đấu này dành cho em. Chúng ta cùng xem Hưởng sẽ thi đấu như thế nào ở trong trận đấu này. Đàn đang báo về là hơi giật nhưng mà tôi thấy rất là bình thường mà. Sao anh Đào Văn Tiền nhá, đâu anh? Rồi, giò để đi vào màu 3. Egypt trong tay của ứng thủ Xuân Thứ đầu cánh. Sao để Nam mà lại để Hưởng hả em? À Nam về quê anh chất tình Nguyễn ơi, Nam về quê nên là chưa lên Hà Nội nên là Hưởng sẽ đánh ở trong giải đấu này nhá anh em. Của bài Egypt đánh chém đi Xuân Thứ. Xiên. Rồi bạn sẽ một cung R trong tay game thủ Hoàng Mai Nhi, cung R Egypt. Tiếng bình luận hơi nhỏ, ok em sẽ bình luận to một chút ạ. Hello anh em. Của bài giò thủ và Hưởng đã được hai dân đối phương, bài dâng 2L dành cho bài đấu này. Và như vậy là anh Huy đang gặp Roman của Cam Quýt ở đầu cánh bên kia. Chúng ta sẽ có chiếc khả năng đánh cung Amin Loan ở trong trận đấu này. Ba đánh nào. Rồi lao vào xúc thôi. Có thêm màu 4 bên trong. Hai Roman ở cánh bên kia nhá. Cánh bên này là hai Egypt. Bên cánh Hào Hưởng là hai Egypt, còn cánh bên kia là hai Roman. Đây có phù đấy, người có ba nhưng Hưởng đang có lạc đà lao vào khi mà Xuân Thứ còn chưa bánh xe ở trong trận đấu này. Đang chém rất tưng bừng đến từ cái thủ Văn Hưởng rồi. Rất nhiều dân của Xuân Thứ nằm xuống. Trên phải chục dân này đấy. Đang chém tốt với bài đấu được cầm Babylon dâng lờ. Vâng, một lạc đà đứng OP, một lạc đà thả bãi vàng bãi gỗ đội bạn. Kìa bơm gỗ cho đồng đội kìa. Bơm gỗ chim sẻ nắng. Chưa lọt được vào bãi vàng bãi gỗ của game thủ Xuân Thứ nhưng chưa thấy có phù. Hưởng đang chờ bãi phù đây rồi, đây ăn luôn. Hay quá. Tơn chém tốt đến từ game thủ Văn Hưởng và đang bơm đồ cho đồng đội đó chim sẻ. Ăn hoang trên bãi quả nữa. Rất là ok. Timeline 31 dành cho game thủ Văn Hưởng. Đây là mặt máy game thủ Anh Huy, tay chém còn lại đang chặn được dân ăn hoang của game thủ Vên Lớp. Hào sẽ kết hợp cùng Hưởng để đẩy cánh kia, sau đó sẽ vào cùng màu 4 với game thủ Văn Hưởng luôn. Là đẹp. Màu 1 đang đi chặn Văn Hưởng nhưng Huy đang chặn bãi ăn hoang của Vên Lớp rồi. Timeline là 26/44 dành cho bài đấu này. Rồi phu được cả dân đội bạn đến từ game thủ Anh Huy. Đây là mặt máy game thủ chim sẻ, dường như vẫn chưa bị vào. Và đây là máy của game thủ Mạnh Hào. À, đi thẳng lên luôn. Nhà P bên phía tay trái nhà chính của màu 3. Đó. Đi qua cánh rừng này. Màu 4 đẩy quân ra rồi. Bắt luôn. Tấn quân đến từ cầm màu 4. Đi ra sau bãi vàng này mới thấy cái nhà P cơ. Anh Hào tham lai 44 đang bung thêm ra rồi. Đây là nhà PP bên phía đối bạn. Nhưng có cung R màu 4 ra khá đông. Tham lai Mạnh Hào là 45. Hưởng quay lại đây là xúc được. 4A vẫn đang vắt đều đây thủ Mạnh Hào. Và cần gì có nâng cấp gỗ 2. Lượng gỗ anh đang quá nhiều. Ai cần gỗ không? Và tham lai là 48 ở trong trận đấu này đến từ Mạnh Hào, anh đang bị bắt lẻ cung R. Có đang đấu ở nhà BA này. Rồi đây vào đây vào đây vào đây. Đây rồi đến rồi. Vào đây. Dí lên anh Hào ơi. Và cần có BC hay gì đó đấy Mạnh Hào hoặc là tăng A. Đây là cung R người cầm 4 Hưởng đã có rất đông lạc đà bài cầm Babylon phá vẩy em Mạnh Hào dí đấy. Tham lai là 52 dành cho game thủ Mạnh Hào. BC Hưởng sẽ phải giữ tham ở trong trận đấu này. Đây là mặt máy của game thủ chim sẻ. Và sẻ đang có tham lai là 50. Bài cầm Minoan đang đỡ tham rất nhanh ở trận đấu này rồi. Vào đi, vào đi. Góc 7 giờ. Hồi góc 7 giờ là đẹp. Trong nhà kín rồi. Tham lai chim sẻ là 53/72. Và dường như đang muốn đẩy quân. Đây là máy Mạnh Hào đang gọi Hưởng quay lại phía sau. Và vẩy Mạnh Hào chớm thò ra là vẩy luôn. Đây là cung R Hoàng Mai Nhi. Mạnh Hào đang có tham lai là 56/68. Không biết anh đã đường gỗ 2 hay chưa. Và vẫn chưa có gỗ 2 đây ở game thủ Mạnh Hào. Cầm một tơ lên gỗ 2. Lượng gỗ của anh vẫn đang rất đề huề với con phô này. Và đang trên đường lên gỗ 2. Một tơ đi lỗi. Hoàng Mai Nhi gỗ 2 kia Hưởng chú ý. Đứng trên con dốc này và xả thôi. 5A. Đây là Mạnh Hào. Đứng đốt BL màu 3 thôi. Thoải mái luôn. Cái này chúng ta vẫn đang có lợi thế và cái bên kia thì sẻ và Huy sẽ kết hợp để đẩy quân. Đây là mặt máy game thủ chim sẻ đang đi cung A. Dí lên nhà anh Huy rồi. Và đây là máy của Huy. Huy tham lai 27 vẫn đang giữ tham tốt. Như vậy là hai tay chém chúng ta vẫn đang hoạt động khá là ok ở trong trận đấu này. Màu 2 bắt đầu đẩy sọc đơn lên nhà anh Huy. Và Hào đang kêu oai oái cái bên kia khi bị đội bạn quầy. Đùi lên màu 3 đang bắt đầu hồi lại với những đơn vị lạc đà kẹp hỗn mã đông rồi đấy. Egypt đến từ cái thủ Xuân Thứ và có lẽ Mạnh Hào lên tăng BA thứ 6. Lực của anh đang rất khỏe rồi.
BA thứ 6 luôn. Và đang gọi hưởng lên đến từ Mạnh Hào rồi. Chúng ta sẽ phải thủ nhà tơ này. Đội bạn ốp ngược Mạnh Hào luôn. Và tơ này phải kéo quân về. Rất đông quân đến từ hai Egypt bên phía đội bạn. Mạnh Hào đang kéo quân về cả màu 1 nhá. Ốp đây rồi. Vâng, lớp tạt bên này. Hào đang vẩy móng BA để giữ nhà và kéo quân về. Vâng, gom thêm dân ra. Tham lai đang số là 55. Vâng, nổ mất BA rồi. Lạc đà màu 3 bắt đầu lọt vào một con. Anh đang vẩy e. Chú ý bắt lạc đà. Tưởng đang cố gắng đảo để cho Mạnh Hào thủ nhà tên này. Tham lai đầu số là 47 đến từ game thủ Mạnh Hào. Anh vẫn đang bắn được những con cung R của người cầm màu 4. Bên lớp đã không còn đây nữa rồi. Sẻ cẩn thận nhé, bên lớp khả năng cao chạy sang đấy đấy. Vâng, không còn thấy bên lớp bên này nữa. À không, bên lớp lọt bên này rồi. Bên lớp lại vẫn ở bên này và Hào khả năng cao sẽ bay nhà. Vâng, tham anh tụt sâu quá kìa. Vâng, tụt tham một phát về 2x luôn dành cho bài đấu này. Ba nhà ốp Mạnh Hào luôn. Và đây là mặt máy của game thủ chim sẻ với tham lai đầu số là 1 lít. Đẩy được màu 2. Và anh Huy vừa đi quân cùng với màu 3 à màu 5 chim sẻ đáng để đẩy màu 2. Đấy những con phù đến từ đội bạn. Chúng ta đẩy được màu 2 ở trong trận đấu này, nhưng cái bên kia Mạnh Hào cũng đã gãy. Và màu 4 game thủ Hoàng Mạnh Nhi bắt đầu đào vàng. Vẫn càng. Mạnh Hào vừa tụt tơn tham rất sâu. Huy đang bơm đồ sẽ lên 4 ở trong trận đấu này. BK. Một tơn thịt kích 4 nào. Rồi đủ rồi. Thừa rồi. Không cần bơm nữa. Sẽ lên 4 luôn đấy cái vụ chim sẻ với bài cầm Min Hoan. Rồi dừng tham. Dừng dân kích 4 và đào vàng. Nâng công nghệ xây nhà nhanh. Thế trận này thì sau khi đẩy nhà Mạnh Hào, tôi nghĩ là đội bạn sẽ quản nhà của game thủ Văn Hưởng. Và sẻ đang cố gắng bắt dân màu 2. Bên kia không biết là màu 4 đã kích 4 hay chưa. Và thông tin báo về thì Văn Hưởng cũng đã kích 4 đấy, người cầm màu 4. Bây giờ làm sao để cùng Amin Hoan đánh nhau với được con đạp đôi Egypt đây. Thực ra đội bạn là toàn Roman với Egypt thì sẻ hoàn toàn có thể đánh Barista để chơi với những con đạp đôi bên phía đội bạn. Chúng ta có thể dùng Barista Min Hoan để chơi với đạp đôi đối phương. Cam Quýt 41 dân nhưng sau thì cũng bị sẻ đẩy thì timeline của Cam Quýt đang bóp lại rồi. Và chúng ta có thể nghĩ đến những con Barista nha anh em. Ra ruộng ở trận đấu này càng miễn nhài đã bị sẻ 75 sao. Khi mà bên phía đối phương toàn Egypt Roman. Càng đét thì con Egypt à con Roman bên phía đội bạn có thể đánh ca to. Sẻ đang vẩy e để bắt dân màu 2 tuần này. Những con nông dân của game thủ Cam Quýt. Không. Ở sát nhà Văn Hưởng có cái gì sang kìa. Chắc là có mấy con chém đến từ bên lớp. Đây dân màu 2 đây đội bạn đang muốn bắt cung à sẻ tuần này. Sẻ đang muốn dâng A luôn. Nhưng đưa cả dân lên lộ đấy. Và chúng ta sẽ dâng A cao hơn một chút nữa để công vào nhà của Hoàng Mai Nhi. Người cầm Egypt ở trong trận đấu này. Bên phía đội bạn hãy nhớ rằng toàn đạp đôi. Và có ca to của Roman. Chúng ta sẽ có những con cung A hay áo của Min Hoan lên công nghệ. Và đây là nhà màu 3. Nâng lửa, nâng bắn chặn rất nhanh chóng. Ở nhà đang bị đục bởi game thủ V-Lớp. Một chiếc nhà BB nữa. Và dí lên thôi. Vâng, BA. Và như vậy thông tin báo về V-Lớp đang muốn công ca và xong bông nhà chim sẻ. Thêm cái BB nữa luôn đấy. Vâng, cung A giáp 4, nâng giáp 6 em ơi. Tăng A. Đội bạn sẽ về tất mắt 12 giờ để hồi ở trong trận đấu này. Và như vậy với lớp vàng chém thẳng tấn công A này với thủ chim sẻ. Phải sắp thêm quân rồi. Chạy hưởng. Và đang đi dâng A đến từ game thủ chim sẻ. Và màu 4 bắt đầu ra đây rồi. Đội bạn phát hiện tơn dâng A này. Giữ dân không. Và tham lai là 121 đến từ chim sẻ nắng. Cả màu 3 đang về đây để bắt tơn dâng A ở chim sẻ nắng. Và tầm xa lửa bắn chặn lên xong và chúng ta sẽ chơi được đội bạn. Tăng A. Và như vậy là Huy và Hào đang muốn móc vào nhà của Hoàng Mai Nhi. Các bạn thể nhìn thấy trên bản đồ con thì Mạnh Hào màu 8 bắt đầu lao vào và Huy màu 7 cũng đang lao vào. Chúng ta thủ được BA đi dâng ở trong tơn này. Màu 3 đang mang thêm quân ra, sẽ đang đóng thêm A. Và vẫn thủ được nhà. Chú ý ở mặt từ nhà hưởng sang có ca nhá. Giáp 6 đã lên xong đây chim sẻ. Dân thứ Hào chạy kìa, dân Hào. Và 107 đến từ game thủ chim sẻ. Đây là mặt máy Mạnh Hào với tham lai là 11, đội bạn lên 4 xong. Hào đang có tham lai rất bé. Huy vào trong chưa? Và Huy đang chém dân bên trong đây rồi. Chúng ta đang lọt vào nhà của Hoàng Mai Nhi chém dân vào 3 đi kìa. Đấy. Và rất nhiều dân đến từ thủ Hoàng Mai Nhi ở trận đấu này. Một bài đấu Huy 2L và vừa nâng cấp chém 4. Tham lai đầu số là 32 đấy anh Huy. Đang chém tưng bừng trong này rồi. Huy chém đi đây. Hào đang có cung để bắn ở đây. Rất nhiều dân Hoàng Mai Nhi đang nằm xuống. Một trận đấu mà sẽ dâng A. Và bạn đang bị lủng nhà bởi anh Huy và Mạnh Hào. Đây là một máy game thủ chim sẻ. Chim sẻ tham lai là 130. Đang muốn ốp vào BL bên phía đội bạn. Cung A Min Hoan. Và đạp đôi đã có đấy Hoàng Mai Nhi. Ây à. Đồng đấy.
rất đông đạp đôi đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi và sẽ quyết định chơi Y. Lên công giáp cho những con Y của mình. Và lên vòng ngọc chia sẻ ơi. Rồi nâng cái vòng ngọc. Quyết định dâng Y đến từ chim sẻ nắng khi đội bạn toàn đạp đôi. Không phải là bài chơi Banita mà chơi Y đến từ chim sẻ. Và vừa bắt được một tơ đạp đôi với đội bạn. Cố gắng bốc nhiều dân lên. Đợi tí đang mất tay. Vâng, màu 1 đang ngoái được về lớp. Huy đang lủng dụng chính rồi. Chúng ta sẽ có tình huống chơi Y đẹp của Min Oan. Vâng, Mạnh Hào và anh Huy đang lủng dụng chính đối phương. Đây, lủng hết ruộng rồi này. Nhà Hoàng Minh Nhi rất xấu và các bạn có thể thấy là các cái vụ chúng ta đang móc máy thực sự là khéo léo. Vẫn lọt thì sao Kiều Huy, chú ý đi. Tơn lạc đà bên trong kìa. Đuổi thiếu luôn. Rồi, không lọt vào được rồi. Rồi, chạy đi. Đây là máy game thủ chim sẻ. 152-152 đóng E chưa? Và thêm một lớp E nữa ở đây. Và chúng ta sẽ chơi Y của Min Oan đối đầu với những con đạp đôi của Egypt. Tầm này thì Hoàng Mai Nhi sẽ không có phù anh em ạ. Và đánh Y là đẹp luôn. Lên giáp. Và nâng thêm cái giáp 6 nữa cho nó máu. Và những con Y Min Oan tạm thời đang công 2. Vào thôi. Và xả luôn. Và thông tin bảo vệ bên kia chưa ai hồi. Sẽ phải bung ra ăn vàng nhiều hơn nữa. Vẫn đang cầm 2.000 vàng trong người đây rồi. Rồi bây giờ Y vào cày thì tôi không hiểu là Hoàng Mai Nhi sẽ đỡ kiểu gì đây. Con Y của Min Oan trong tay cái thủ chim sẻ này quyết định đánh Y đến từ chim sẻ. Huy thông tin bảo vệ và đang ăn được rất nhiều dân Hoàng Mai Nhi trong trận đấu này. Đây rồi, Y kẹp cung A đối đầu với đạp đôi Egypt. Chơi. Và Y kẹp A đến với thủ chim sẻ. Và những thanh niên cầm tăm đã bắt đầu cày. Những con Y này của Min Oan thì nó di chuyển sẽ hơi chậm so với những con Y Greg. Và sẽ quyết định lên công 7 cho những con Y. Nhưng chúng ta có một chút lợi thế khi mà Y Min Oan thì nó có công 7. Còn Y Greg thì chỉ có công 4 mà thôi. Và thông tin bảo vệ hưởng đã quản được cả Cam Quýt ở trong trận đấu này nữa. Và tỷ số được mở dành cho game thủ bên phía team FPS rất tuyệt vời. 1-0 trong kèo 4-4. Hay thế. 1-0 anh em ơi. Và đánh cũng trở lại với trận đấu thứ hai ngay sau đây. Một trận đấu xoay bài rất nhanh đến từ game thủ chim sẻ khi mà chơi những con Y của Min Oan. Hào tụt thà một tơn hơi sâu nhưng quan trọng là sẻ đã cân map rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây. 1-0 dành cho FPS.